Xin chào anh Hồng, anh chuẩn bị đi đâu đó? Đi siêu thị gì? Mua cái gì nè? À, đi siêu thị đi với ai? Đi siêu thị bằng xe gì? Taxi hả? Đi đó xa không? Rồi, hôm nay đi anh nhận đỏ ý anh nhận đỏ lộ diễn rồi.